màu vàng, đúng rồi. Tiếp tục. Mình tôi đi ăn gì ăn dữ bạn tôi đi. Hả? Mình mới hai mới mà. Quá trời bánh kẹo luôn. Các bạn đến với kênh Tony Channel, các bạn nhớ bấm nút đăng ký, thích video và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Xin chào các bạn. Hôm nay là tới Trung Thu. Hôm đầu tiên mình có bánh kẹo sữa. Rồi mình lấy mình ăn nha. Mời các bạn cùng ăn. Kẹo đó kẹo gì vậy? Là kẹo sô cô la hả? La đó. Ồ sô la ngon quá à. Bà Suri lấy kẹo kẹo cho bạn sư tử ăn đi, cho bạn gấu ăn đi. Bạn gấu đâu? Gấu kìa, cho bạn gấu ăn đi. Gấu dễ thương quá à. Ăn bánh hả? Ăn ngon ngon. Uống sữa nó ngon ngon. Thôi con ăn đi, con với em ăn bánh đi. Thấy Trung Thu vui không? Trung Thu năm nay ở nhà không có đi đâu hết hả? Tại bị Covid cho dân gì hả? À con mới để kiếp mẹ cả gáo quá. À, đang bị Covid á, cho nên mình không có đi chơi nha chưa. Mình phải ở nhà thôi. Nhưng mà trời mưa đó. Ăn xong bánh á, mình uống sữa xong là mình chơi trong đồng đèn. Con đèn luôn hả? Tên đi có lồng đèn ngồi gì? Không nhặt được cả. Có nhiều lồng đèn lắm. Có nhiều phần lắm. Trẻ hả? Thôi ăn bánh đi. Bà ở đây đúng không? Ừ, ăn bánh uống sữa đi. Rồi lát chơi Trung Thu nha. Bánh nhiều quá thì nhiều luôn. Có hai anh em sao ăn hết? Mấy là bánh đi. Nhưng mà mình ăn cho mấy no được. Rồi bây giờ con giới thiệu các loại bánh đi nha. Đầu tiên mình có bánh gì? Giới thiệu cho các bạn biết đi. Bánh là kẹo dẻo. Đây là kẹo màu sắc. Wow. Đây kẹo màu sắc. Có hình Spiderman nó đẹp dữ ta. Đúng rồi, đây kẹo màu sắc. Wow. Còn đây là bánh sô-cô-la. Còn đây là kẹo cầu vồng. Còn đây là sữa. Còn đây là bánh màu xanh kiwi. Còn đây là bánh sô-cô-la luôn. Đây là kẹo. Nhiều kẹo với vậy ạ? Suri giới thiệu kẹo cho các bạn đây. Kẹo gì ạ? Nè, kẹo này nè. Kẹo này có màu gì? Màu nè, kẹo này nè. Kẹo này kẹo màu gì đây? Màu hồng. Màu hồng hả? Còn màu này màu gì? Màu vàng. Giỏi quá. Màu này màu gì? Màu kia. Giỏi với người ta. Màu này màu gì? Màu cam. Trời ơi giỏi quá. Nhiều kẹo dữ à. Quá trời kẹo luôn. Nhiều hấp dẫn không các bạn ơi. Quá trời kẹo quá trời bánh luôn. Trung Thu có hai anh em ăn nhiều bánh kẹo dữ à. Ăn nhiều bánh kẹo mới no được. Không cái nhiều bánh kẹo mới no bụng được. Cảm ơn mẹ. Suri đút kẹo cho anh hai ăn đi. Suri đút cho anh hai kẹo đi. Kẹo màu gì à? Kẹo màu gì Suri? Kẹo màu cây. Màu xanh cây hả? Cho em kẹo đi. Kẹo mà ngon mà. Nhưng mà trước con mới ăn cái này tự nhiên con lấy dẻo. Nhưng mà em cho con cảm ơn em. Cảm ơn em nha. Rồi, anh hai cho em ăn bánh lại đi. Hai đút bánh cho em ăn đi. Từ em uống. Từ em uống sữa, em không có ăn bánh.